Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nhá. Thì hôm nay mình tiếp tục cái series của bên Học viện Mega. Thì Học viện Mega đang có series gì các bạn? Đang có sự kiện gì? Sự kiện các bạn cũng biết rồi, đang rất là đình đám rồi. Mình thì công việc bận quá, mình tranh thủ giờ nghỉ trưa một xíu. Đúng ra mình giờ này mình đang ngủ trưa. Mình tranh thủ mình nghỉ xíu để mình làm tiếp công việc buổi chiều, nhưng mà thôi. Tranh thủ vào game quay cho anh em xem một tí sự kiện. Thì các bạn thấy nè, sự kiện đang diễn ra đây bên giới hạn. Trong sự kiện Red Buôn bên huyền thoại giới hạn di chuyển tầm lớn và chịu ảnh hưởng Kirat này. Thì cái sự kiện đó nó đang diễn ra ở đâu các bạn? Đang diễn ra trong đây, đây rút thẻ. Thì mình quay cái video này để cho những anh em chưa chưa chơi lần nào để biết thôi, chứ còn những anh em mà chơi rồi thì không cần, có thể bỏ qua nha. Nhưng mà các bạn cũng nên nên để ý nè, cái sự kiện đó nó sẽ song song với sự kiện hoàn trả thiếu kim cương. Mỗi lần Red hay Blue đều có, nhưng mà có một cái nữa là sự kiện này sẽ diễn ra ở server hoàn trả kim cương này. Nó còn có một cái là ở server ngày 8 á, ngày 8 của khi server mới á, nó sẽ diễn ra sự kiện hoàn trả kim cương mảnh đỏ. Nếu anh em nào mà chơi ở cái server mới, bạn để ý là ngày 6, ngày 7 á, các bạn đừng có quay ha, đợi tới ngày thứ 8 các bạn quay sẽ bạn tiêu kim cương, sẽ bạn được thêm mảnh đỏ nha. Tại vì các bạn có trước 1-2 ngày hay 1-2 giờ nó không ảnh hưởng quá lớn đến cục diện của một giải đấu ha, một game ha. Nó có chơi là chơi lâu dài, nên bạn chú ý nha, không cần phải mình phải làm quá sớm làm gì. Thì cái sự kiện này là như thế nào nha, thì sự kiện này các bạn cứ quay 10 lần x7, sau đó quay từng cái sẽ ra. Thì mình là chưa có, mình coi mảnh ơi, mình có mua con này ở đâu chưa, chưa có nha, chưa có nha. Mình giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì mình giới thiệu về con này là mình đã có video giới thiệu về hai em này rồi. Về cơ bản, nếu anh em nào mà chưa có team S cộng dư tài nguyên kim cương dư á, thì các bạn lấy 2K2, nhưng mà lời khuyên của mình á, thì mình bạn nên lấy con này thôi là đủ, con Giratina này là đủ. Còn con này á, lấy cũng được không lấy cũng được, không quá quan trọng. Tại đội hình á, là các bạn cần phải có Dam, tăng và support support đã rồi, ghét là Yuichi rồi. Những anh em nào chơi server lấy Yuichi thì quá ngon rồi. Những anh em nào chơi server sao không có Yuichi thì các bạn chờ tới những sự kiện khác cũng không quá dội để lấy làm gì tiêu kim cương. Vô con này cũng hơi cũng không không phải là quá quá đã quá quá xuất sắc. Con này thì cần nha. Nếu anh em nào nuôi được 8 sao thì quá khỏe, còn nếu không được 8 sao thì 4 sao vẫn có thể chơi tốt ở thời gian dài nha. Rồi mình sẽ quay mình rút cho các bạn xem. Nhớ 7 lần x10 nha bạn, 7 lần x10. Thì một lần nha, nó sẽ ra. Thì khi các bạn quay cái này nó sẽ ra gì, ra một con S, một con S S nha. Và có thêm cái gương 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 để chọn một trong hai con nè. Gương một hai mảnh chứ, vậy một hai mảnh nè. Rồi, cái này là để tăng tình bạn cho bậc S nha. Còn ngoài ra thì có cái này để tăng sao cho trang sức nè. Rồi mảnh dạng năng vàng nè. Rồi tăng sao trang sức nè. Mảnh năng vàng nè. Đấy, một lần rồi ha. Hai lần các bạn ha, hai lần. Thì các bạn chú ý là cái túi này các bạn có thể mua thêm hoặc các bạn có thể phân giải, nhưng mà tùy theo lời khuyên mình không nên phân giải ha. Bạn nâng sao lên nha. Rồi tiếp tục. Lần thứ ba các bạn ha. Mảnh dây năng đỏ nữa nè. Lần thứ tư rồi ha, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, 7 lần nha, 7 lần rồi. Rồi cái lần này là ra nhiều mảnh băng văn đỏ vậy mà không ra mảnh băng vàng. Xong các bạn bấm x1 một lần, 2 3 4 5 6 7. Bạn thấy không? 7 lần x1. Nó là bình thường nha, bình thường, nó là bình thường. Những bạn nào xui thì bấm nhiều lần hơn chưa cho chưa có nha. Thì tùy các bạn ha, các bạn chọn một trong hai, nhưng mà về mình vẫn khuyên nha, vẫn khuyên chọn con này là được. Các bạn không nên có thể chọn con này cũng không. Và khi các bạn chọn, các bạn không nhất thiết phải lên 5 sao mà các bạn lên xác định lên 8 sao hả 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 hả. Hãy làm nha. Còn không thì thôi nha, để nguyên vậy nha.
đừng có lên 5 6 sao 7 sao làm gì, chi cho phí các bạn ha. Rồi con đó thì khi mà các bạn kết hợp với đội hình thì tùy theo đội hình khác nhau mà các bạn kết hợp nha. Chứ còn để nói một kết hợp được đội hình là cả một vấn đề rất lớn, các bạn nuôi như thế nào, khó nó sẽ ra sao, ô tùy lum tá lả binh. Nhưng mà về cơ bản các bạn phải có hai tăng, hai đam. Đầu tiên các bạn phải có một đam chính, một đam phụ, rồi support đó, tùy các bạn. Mình cũng không biết để đồ hình sao nữa đây. Rồi con này sẽ xài gì? Con này á, thì về mặt tính cách á, đầu tiên là nó bà nội nó ra, sao nó trừ thủ mẹ nó rồi, có một con mà còn cùi nữa bạn, trừ thủ luôn. Mặt tính cách á, về cơ bản là các bạn nên tóc là đẹp nhất, được tóc trừ công. Kỹ năng còn về trang bị thì nó sẽ táo là đẹp, còn nếu bạn không có táo á, không có táo thì các bạn vậy trang bị cho nó táo là đẹp, còn không có táo thì có thể sử dụng mấy cái này đấy, mấy cái này hoặc táo nó sẽ đẹp, hoặc là cái khăn này nó hệ ma hay rồng, trang bị táo là đẹp. Về đá bùa thì đương nhiên nó thủ thì nó cần phải thủ, hoặc là nó có thể thêm một chút công nha, chút công thủ. Ở kia lắp qua thôi. Một hai ba bốn năm, khi các bạn lắp á, các bạn nó sẽ có cái thêm cái chỉ số này, các bạn thấy không, cái chỉ số cộng thêm nè đấy, thì tùy các bạn nha, các bạn thể lắp đó hoặc là lắp cái khiên này, cái lá chắn này nè, thêm cho nó. Lắp thêm cái lá trắng thêm. Tùy có thể lắp thêm cú đấm này hoặc là các bạn lắp thủ không, tùy đấy, về cơ bản là như vậy. Điểm tình bạn, điểm tình bạn thì cái con này nó sử dụng tình bạn chung với ai, kế thừa tình bạn đây, sử dụng tình bạn với Kyo và này bạn ha, tùy theo các bạn ha. Từ từ mình nâng mấy cái đó sao đấy, rồi mình sơ lược về cho các bạn xem về cái cách red là thế nào thôi.
Và bây giờ mình sẽ nói tới cái sự kiện khác. Đâu rồi? Vòng quay là đi kèm thôi. Ủa mà cái này là của hồi trước rồi. Bạn nạp vô, mỗi ngày nạp vô thì nó sẽ có thêm cái các bạn để thêm quay thôi. Nó thêm cái gì nữa? Hạn giờ. Này cũng không phải. Của đợt này chỉ có cái gì thôi đó ta. Đợt này chỉ có Red với Hoàng Giả Thiên Kim Cương thôi. Không có cái gì đặc biệt. Anh em nhớ nha. Nhớ Hoàng Giả Thiên Kim Cương này á. Tới những server mà ngày 8 á, nó sẽ có Hoàng Giả Thiên Kim Cương mình đỏ nha. Anh em chú ý, nếu mà anh đang ở ngày 6, ngày 7 thì anh em phan hả tiêu nha. Tiêu sớm quá thì sẽ hơi thật thòi. Vậy thôi. Rồi. Ngoài ra thì trên kênh mình cũng đang có diễn ra một cái sự kiện tặng code cho anh em tích nạp ở bên thần thú đại chiến đó. Anh em nào đang chơi vừa học viện Mega vừa thần thú đại chiến thì các bạn tham gia chung với tham gia cái event này nha. Nhớ các bạn ha, tham gia chung event với những bạn khác để có thêm một cái cơ hội để các bạn có thêm cái code vui vẻ. Mình đang tạo cái event như vậy để cho anh em chơi vui vẻ nha. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, thì mình lên video nơi ngắn vậy để cho anh em biết cái nào là red thôi. À đúng rồi, còn một vấn đề. Đúng rồi. Đối với anh em, mình quên nói vấn đề này. Nếu anh em nào mà không đua red, ví dụ như bạn không lấy một trong hai con này mà các bạn vẫn muốn lấy cái sự kiện Hoàng Trả Thiên Kim Cương, cái sự kiện đây, sự kiện đây, thì các bạn có một cách là các bạn mua cái vé này, các bạn để dành, mua đủ cái móc 30k kim cương gì đó ở trong cái sự kiện Hoàng Trả Kim Cương hoặc là bao nhiêu đó thì tùy các bạn đó. Mua đủ, mua cái này đó, mua cái này để dành, cái này là về sau ghét sao vẫn xài được nha các bạn nha. Nha, các bạn chú ý nha. Rồi, hôm nay mình có như vậy. Các bạn nhớ có anh em nào chơi tham gia thần thú đại chiến thì bạn lên kênh của mình xem cái video này để có thể tham gia thêm cái sự kiện này nha. Tham gia thêm sự kiện này nha. Cảm ơn anh em, chúc anh em có ngày chơi game vui vẻ, mà hy vọng anh em sẽ cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để tương tác giữa mình và các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.